Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhà máy của Việt An tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. Là công việc xuất hàng thường ngày, hôm nay thì Việt An tiếp tục xuất đi hệ thống dây chuyền máy chiết rót chai VA-Sẻ-Ghép 2000 với hai công đoạn tự động, một chiếc bàn chiết rót tích hợp và một số thiết bị phụ trợ khác cho khách hàng tại Nam Định để phục vụ sản xuất kinh doanh. Và đây là các sản phẩm sẽ xuất đi trong ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn đang nhìn thấy đây là công đoạn chiết rót tự động và đóng lắp tự động trong dây chuyền máy chiết rót chai VA-Sẻ-Ghép 2000. Thông thường, dây chuyền này sẽ gồm có 3 công đoạn tự động là tráng rửa, chiết rót và đóng lắp. Tuy nhiên, dựa theo nhu cầu thực tế của khách hàng mà có thể chọn mua trọn bộ hoặc giảm bớt một công đoạn tự động như thế này. Sử dụng máy chiết rót tự động vào sản xuất kinh doanh là việc làm cần thiết, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ như hiện nay. Bạn cũng biết đấy, những chiếc máy chiết rót tự động này sẽ thay thế cho các nhân công lao động trong sản xuất. Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân công. Chỉ tính trung bình lương của một người lao động một tháng khoảng 5 triệu, vậy thì nếu bạn tiết kiệm được từ 2 đến 3 nhân công lao động trên tháng, thì bạn đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí đúng không nào? Chưa kể, công suất hoạt động khi sử dụng máy móc sẽ cao hơn nhiều so với việc sử dụng các phương pháp sản xuất thủ công, dựa vào sức người là chính. Bên cạnh đó, khi sử dụng máy móc hiện đại vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất đồ uống, thì chúng ta sẽ đảm bảo được an toàn vệ sinh, đảm bảo độ đồng đều và đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm máy móc công nghiệp hiện đại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy làm đá viên, máy thổi vỏ chai, thổi vỏ bình. Đến với Việt An, các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được sản phẩm vừa ý và được cam kết chính hãng, chất lượng, giá tốt. Các bạn cần thiết bị gì chỉ cần alo tới số 0949 414141 là sẽ được tư vấn và hỗ trợ ngay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Việt An để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.